đào sới mời đô xuân của Nam Định. Các bạn thấy hai lữ đô của chúng ta sinh không? Và đô Bình, đô Nguyễn Thị Bình của Thanh Lây xin giữ lèo thường. Mà các đô của các sân xin theo. Và tiếp theo là trận thi đấu vật nữ. Xin trân trọng giới thiệu đô. Bên phải trọng tài là đô Hoa của thành phố Thái Nguyên, mang trang phục đai đỏ. Bên trái trọng tài là đô Xuân của Nam Định, mang trang phục đai xanh xin theo. Mời hai đô nghe trống reo đài dưới sự điều khiển của trọng tài Nguyễn Quốc Cường. Bắt đầu. Chúng ta nổ tràng vào tay thật lớn trên cổ của đô. Và các ông đô của các tỉnh thành ngành trên cả nước và rất muốn vật với các chàng trai làng Thanh Vân, nhưng mà chưa có chàng trai nào có đủ bản lĩnh để mà đăng ký. Chưa có chàng trai nào dám vào vật với các lữ đô đâu nha. Các chàng trai của thôn Thanh Vân đâu hết rồi. Thứ nhất bắt đầu. Nếu Văn Đại không có chân thì Văn Đại cũng sẽ vào để cùng tranh tài với các nữ đô ngay. Quá nhanh. Thật là tuyệt vời. Thật là quyết liệt. Có thể nói là trận đấu rất gay go và quyết liệt. Và chúng ta cùng theo dõi lại những pha đánh của các lữ đô. Những pha vào đòn và thoát hiểm là rất nhanh của các lữ đồ xinh đẹp của chúng ta. Ngay lập tức thì Nguyễn Thị Xuân của Nam Định đã có một pha đánh sau lưng ngay đồ hòa của Thái Nguyên. X vồ hòa mướp ngay. X vồ hòa mướp, một pha bốc người lên đây. Không. Và nói là đồ hòa của Thái Nguyên cũng rất nhanh. Đồ Xuân của Nam Định trọng lượng chiều cao hơn hẳn so với đồ hòa của Thái Nguyên, mang trang phục đai xanh đã từng 6 năm liền đạt huy chương vàng SEA Games. Qua báo chí, qua màn ảnh nhỏ, chúng ta thường gặp một gương mặt quen thuộc, đó là đô Xuân của Nam Định, 6 kỳ SEA Games đạt huy chương vàng. Rồi, mời hai đô vào thi đấu giờ tới cho. Và đặc biệt là các nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, mà các chàng trai của và chúng ta đang theo dõi buổi này của hôm nay được chứng kiến đại sport báo số 10. Hôm nay chúng tôi lại có dịp về quê hương để gửi đến quý vị và các bạn buổi này tại quê hương của mình, đó là Thanh Vân, huyện Hòa, tỉnh Bắc Giang. Đại sport báo số 10 cũng sinh ra và lớn lên tại mảnh đất mà hai đô tạm nghỉ Thanh Vân. Đây là một mảnh đất rất nhiều những
Giang Nam Thắng Cảnh, cũng như là sản sinh ra rất nhiều những con người tài năng. Gặp Đô Dương của Lạng Giang. Rất mong toàn thể quý chị và các bạn, chúng ta hãy cùng với Đài Sport 3 số 10, chúng ta cùng theo dõi lễ hội đình chùa Thanh Vân, huyện Hòa Bình, tỉnh Bắc Giang. Chúng ta hãy cùng nhau để lại những comment ở bên dưới để chúc cho lễ hội thành công tốt đẹp, và đặc biệt là chúc cho những con người của Thanh Vân, huyện Hòa Bình, tỉnh Bắc Giang giỏi giang và tài năng nhé.